Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Huệ Anh đang được tiếp đón bạn Tuyết, là một trong số những trường hợp khách hàng với cái chỉ số về cân nặng cũng như là chỉ số về lượng mỡ thừa, các bạn có thể nhìn thấy là rất là khủng khiếp rồi. Và Tuyết ơi, chị có thể chia sẻ lại một chút là chỉ số chiều cao của bạn Tuyết là cao 1m50 và hiện giờ là anh đang nặng 150 cân, đúng không? Bạn Tuyết thì đến từ Đà Nẵng và hôm nay thì Huệ Anh xin phép là sẽ kiểm tra và tư vấn về tình trạng mỡ thừa của Tuyết nhé. Thì đầu tiên là Tuyết có thể giúp cho chị đứng dậy một chút được không? Thì hôm nay các bạn có thể nhìn thấy là với trọng lượng hiện nay của Tuyết là 150 cân và lượng mỡ thừa thì phân bổ tập trung đều trên toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên phần nhiều nhất nó chính là phần bụng và hai bên thành eo hông. Lượng mỡ thừa thì rất là nhiều và các bạn có thể nhìn thấy là lượng mỡ thừa tích tụ từ phần bụng trên đến hết phần bụng dưới. Độ dày mô mỡ rất là dày và trong quá trình mà lúc với anh kiểm tra thì anh thấy là toàn bộ cái thành mô mỡ thì các bạn có thể nhìn là mô mỡ rất là dày này, kéo dài xuống đến hết phần bụng dưới này. Tính từ cái thành điểm da bên ngoài và đến cái phần bên trong mỡ, tức là độ dày của mô mỡ dao động trung bình từ 30 cho đến 40 cm, độ dày mô mỡ. Và đây có thể nói là cái thành mô mỡ rất là dày hơn so với các khách hàng khác của viện thẩm mỹ Korea rất là nhiều. Em cũng có thể giúp cho chị phần tay đây. Các bạn có thể nhìn thấy là lượng mỡ thừa cho phần tay của Tuyết này, bắt đầu từ phần khuỷu tay đến hết phần sát nách là lượng mỡ thừa và chảy dài đây. Khi mà Tuyết với tình trạng mỡ thừa nhiều như thế này thì em có những vấn đề gì về sức khỏe? Em vẫn không vững. Đứng không vững nữa luôn. Đây, lượng mỡ thừa rất là nhiều nhá. Em có thể quay giúp chị đằng sau lưng đây được không? Đây thì với phần lưng các bạn cũng có thể nhìn thấy là mỡ thừa của bạn này toàn bộ tích tụ từ phần thắt lưng lên đến hết phần vai và mỡ rất là dày. Khi mà anh bấu này còn chưa vào đến cái phần khung xương luôn. Lượng mỡ trải dài đi toàn bộ từ phần vai xuống đến hết phần lưng và hai bên hông. Các bạn cũng có thể nhìn thấy là hoàn toàn là không có một cái điểm nhấn ở trên cơ thể với cái lượng mỡ thừa quá nhiều như thế này. Đặc biệt là với cân nặng lên đến 150 cân thì cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề mà bạn Tuyết di chuyển hàng ngày. Tuyết ơi, em quay lại đây giúp chị đi. Và bây giờ trong cái cân nặng như này ấy, thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống và cái sức khỏe của chị như thế này, thì có thể chia sẻ rõ hơn. Tuyết ngồi đi, em ngồi. Em có thể chia sẻ là cuộc sống của em gặp khó khăn như thế nào với tình trạng mỡ thừa nhiều như thế này? Dạ, rất chi là khó chị. Đi thì cũng khó, đi một tí là nó đau gót chân. Mà chân nứt mà không, nói chung là không có làm lại cho nó làm được hết. Đau gót rồi nhức, nó nhức rồi nó kéo lên nhức luôn khớp. Rồi đi là bậc thang là phải đi từng bước chứ không có bước liên tục hai chân như thế là không được. Phải bước từng bước chứ vì bước như vậy là giống như ai rì cái chân mình lại, kéo cái chân mình lại. Rồi khó khăn trong việc đơn giản sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là mình mặc quần áo nó cũng khó hơn. Rồi đi vệ sinh cũng khó hơn. Nói chung là nhiều cái nó khó khăn lắm. Thậm chí là ngủ cũng không được, ban đêm cũng không được, rồi ban ngày là nó thiếu ngủ cho nên rất là mệt, làm cái chi nó cũng mệt. Rồi thở cũng khó thở. Rồi nói chung là thậm chí là nhiều khi mà không ăn nó cũng vẫn cứ lên khí. Rồi em đã từng đến những cái bệnh viện để kiểm tra về tình trạng mỡ thừa? Có, em có đến, nhưng mà em ở Đà Nẵng thì em đến bệnh viện em khám thì nói chung là bác sĩ thì cũng có khuyên, cũng có những lời khuyên chân thành, nhưng mà bên cạnh đó thì họ không có nhận. Họ khuyên đi thôi, với lại khuyên không có khuyên về chế độ. Mà họ chỉ khuyên là nên đi đến những, ví dụ đi ra nước ngoài hoặc là đi Sài Gòn, đi Hà Nội để mà có những cái chuyên gia người ta phân tích được vì năng cơ thể mình nó như vậy. Chứ còn họ không có tiếp nhận, ví dụ như cắt bớt mỡ là họ không có chịu. Bởi vì nếu như một người mà họ chỉ nặng dưới 100 kg á thì các bác sĩ người ta nhận, còn như em là họ kiểu là không thể giảm được. Thì lúc đó mình nghĩ mình bị bỏ rơi rồi, thì nghĩ là bác sĩ còn nói là em là chỉ còn 2 đến 3 năm nữa là biến chứng. Có nghĩa là không thể đi lại như người bình thường.
thậm chí có thể là phải nói chung là ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe. Cho nên là lúc đó thì vô tình em cũng thấy của bên Korea có cái chiến dịch tập béo, thì em cũng tham gia, thì vô tình em nhận được món quà của Korea. Thì hôm nay là khi em nghe tư vấn như vậy thì em rất là nói chung là rất là hỗn độn rất là nhiều. Bởi vì mình thấy cái thực trạng cơ thể của mình bây giờ nó rất chi là tệ so với người bình thường. Mà công việc hàng ngày thì buộc mình phải là nhanh nhẹn. Cho nên là em rất là lo, mà cũng phân vân khi thấy nhiều người ở đây là ai đến thẩm mỹ cô ra là cũng hiệu quả hết. Cho nên là vấn đề em lo ở đây là gì? Lo là cái tình trạng mỡ thừa của em. Rất là quá nhiều đây, cho nên em sợ nếu như mà em thấy là nhiều người ta giảm ngoạn mục, nhiều người giảm mà nhìn không ra luôn, ai cũng đẹp, ai cũng nhìn, nói chung là cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Cho nên là em cũng lo, có nghĩa là mình không biết có được như vậy không. Đó, thì tất nhiên em nghĩ là mọi người hiệu quả thì em cũng sẽ hiệu quả, nhưng mà mình không biết mình có được hiệu quả ngoạn mục như vậy không, được hiệu quả quá nhiều. Nhưng mà ít nhất là em cũng thấy là mình có tia hy vọng và không bị bỏ rơi trong lúc này. Hôm nay thì chị đang kiểm tra cho mình, thì chị thấy là lượng mỡ thừa của em rất là nhiều. Để em có thể đứng lại lên giúp cho chị nhé, và chị sẽ tác động. Hôm nay thì mình sẽ kiểm tra cho toàn bộ phần bụng này, lưng, nách và phần tay đùi của em, thì mình cần phải cái tinh chất enzyme, bởi vì tất cả các vùng này của bạn này, các bạn có thể nhìn thấy là lượng mỡ thừa rất là nhiều. Đấy. Ngoài ra với tình trạng mỡ thừa nhiều như thế này, nó làm cho cơ thể của bạn ấy chịu cái tác động nặng nề nhất là về cái cân nặng trước này, đi lại rất là khó khăn này, và những vấn đề bệnh lý liên quan với sức khỏe nữa, thở rất là khò khè đúng không? Hôm nay thì mình sẽ cấy tinh chất cho toàn bộ cái phần cánh tay này, nách, lưng, bụng và hai bên đùi của mình để hóa lỏng toàn bộ cái phần mỡ thừa này đi. Và với lượng mỡ thừa rất là nhiều và cái cân nặng cũng rất là nhiều như thế này thì mình sẽ sử dụng dòng sản phẩm Martin Nanomax. Với sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho quá trình bóc tách mô mỡ của mình mạnh hơn tới gấp 8 lần và rất phù hợp với những vòng bụng khủng như thế này. Trong quá trình làm thì nó sẽ giúp cho em đào thải mỡ thông qua đường đại tiện, chắc là em cũng theo dõi livestream rồi đúng không? Thì nó sẽ đào thải dần dần từ từ, và mình sẽ cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng nữa để mình có thể giảm yếu nhất về cân nặng nhé. Tuyết ngồi đi em. Sau khi mà mình kiểm tra xong ấy, thì chị sẽ viết cho Tuyết một bộ hồ sơ và bắt đầu chiều nay mình sẽ cấy tinh chất luôn. Trong quá trình làm thì chị sẽ báo bác sĩ kiểm tra về tình trạng huyết áp của Tuyết nữa để cho mình có thể là theo dõi. Chị khách hàng hỏi rằng là nếu mà chị bị huyết áp và bị xương khớp thì liệu làm như thế này nó có ảnh hưởng gì không, ảnh hưởng đến sức khỏe không? Thực ra thì anh chia sẻ là với dòng sản phẩm Martin Nanomax của Viện Thẩm mỹ Korea thì tất cả những trường hợp khách hàng có những vấn đề bệnh lý liên quan, đặc biệt là những vấn đề về xương khớp hoặc là tuyến giáp hoặc là nội tiết, thì mình đều có thể sử dụng để giúp hỗ trợ hóa lỏng và đào thải mỡ thừa. Trong quá trình làm thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe của em nhé. Em kiểm tra huyết áp thì bình thường huyết áp của em là bao nhiêu? Huyết áp của em là 160. Nếu bác sĩ cũng sẽ kiểm tra về huyết áp của em nhé, để đo về tình trạng huyết áp ổn định nhất trong quá trình làm dịch vụ. Ngoài ra thì anh cũng chia sẻ là với liệu trình giảm mỡ bằng tinh chất Martin thì mình sẽ chỉ cấy một lần thôi. Thời gian làm thì có thể mất tầm một tiếng rưỡi, nhưng với em thì chỉ nghĩ là vừa mỡ như thế này mà chỉ cấy một lần thôi ạ. Đúng rồi, phương pháp này mình sẽ cấy tinh chất một lần thôi. Tuy nhiên là với cái số đo vòng bụng rất là lớn như thế này, và vấn đề là bạn Tuyết là có một chút vấn đề về huyết áp thừa nữa, thì trong quá trình làm thì các bác sĩ sẽ theo dõi sát về tình trạng huyết áp của em để ổn định nhất thì mình sẽ tiến hành làm, tránh cho người có khách hàng trong livestream cũng hỏi rằng là với cái phần mỡ và thừa nhiều như thế này thì không biết là liệu Martin Nanomax của Korea sẽ giải quyết như thế nào ạ? Thực ra thì với tình trạng mỡ thừa của Tuyết thì các bạn cũng có thể nhìn thấy rồi, và với anh nói luôn đây là trường hợp khách hàng mà có tỷ lệ mỡ nhiều gấp 4, gấp 5 lần so với những vòng bụng trung bình của Korea. Thì với cái tình trạng mô mỡ dày như thế này, trong quá trình làm thì quá trình đào thải có thể sẽ chậm hơn một chút. Tuy nhiên dòng sản phẩm Martin Nanomax thì nó bóc tách mô mỡ mạnh hơn tới gấp 8 lần, và đặc biệt là nó rất phù hợp với số đo vòng bụng mà lớn như của bạn Tuyết này. Và chắc chắn là bây giờ để mà nói là cái hiệu quả sau cùng như thế nào thì nó sẽ rất khó. Tuy nhiên là các bạn theo dõi Korea lâu rồi thì đều có thể thấy là 100% khách hàng thì đều có những thay đổi rất là ngoạn mục. Tại vì cái vùng tích mỡ của cái chị khách này em thấy là rất là dày và nhiều đúng không? Và thế mà không biết là nếu mà giảm xong như thế thì liệu cái phần da nó có bị trùng chảy xệ gì không ạ?
Thực ra thì trong quá trình làm thì với dòng sản phẩm Maxi Nano Max thì bản thân là thành phần có chứa thêm dòng DNA trong cá hồi cao gấp 8 lần so với các dòng sản phẩm thông thường. Nó sẽ giúp cho phần da và cơ của mình nó trở nên săn chắc hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa là mỡ của bạn dày như thế này thì quá trình mà mình đào thải nó sẽ là đào thải từ từ. Vì vậy là độ đàn hồi trên da của mình nó cũng sẽ nhanh chóng được hỗ trợ đàn hồi lại, chứ nó không phải là một hình thức mà nó sổ ra ngay một lượng mỡ thừa quá nhiều. Vì vậy là da của em thì hoàn toàn vẫn có thể là được đàn hồi lại nhé. Trong quá trình làm thì em nên kết hợp với lại quần nóng thêm để cho phần da của em nó săn lại hơn. Nhưng mà mình có cần phải giống như là ở bệnh viện nên phải nghỉ rồi nhiều ngày rồi chị em? Phương pháp này thì em không cần nghỉ dưỡng nhé. Ngay sau khi làm xong là em có thể ra về sinh hoạt hoàn toàn bình thường rồi. Có đau chị? Chắc chắn là không đau rồi. Phương pháp này hoàn toàn không đau nhé và không cần nghỉ dưỡng. Trong quá trình làm thì em sẽ được sử dụng máy cấy chuyên nghiệp để cấy tinh chất vào tất cả những cái vùng mà hôm nay em sẽ làm. Trên đầu máy cấy thì sẽ có các đầu nano để đưa tinh chất vào trực tiếp những phần mô mỡ đây. Ví dụ như là phần tay của em này. Đấy, toàn bộ cái phần này, phần bụng và phần lưng nữa. Nó hoàn toàn không đau cho nên em đừng lo lắng nhé. Ngoài ra em còn thắc mắc gì nữa không thì chị có thể giải đáp. Bây giờ là em đang nát ruột. Đang rất là run, không biết là cái hiệu quả sau cùng như thế nào. Đang chờ đợi. Sau khi mà mình làm liệu trình này xong thì anh cũng hy vọng là sau khoảng 2 tháng nữa cũng sẽ quay liệu trình của bạn Tuyết đạt hiệu quả như thế nào, cũng giống như tất cả các cái hàng khác của viện thẩm mỹ Korea. Nhưng mà khi mình sử dụng cái này mình về là ví dụ cái tinh chất xong về là có phải là kiêng cữ cái gì không, hay là mình ăn theo chế độ giảm cân thôi? Phương pháp này không có chế độ ăn kiêng nhé, đặc biệt là em cần phải ăn. Ở đây mình sẽ ăn hạn chế về tinh bột và đường ngọt cho chị là được, còn ngoài ra không có chế độ ăn kiêng. Thì mà hoàn toàn tức là mình không có phải kiêng cữ gì cho cái sản phẩm này. Đúng rồi, mình không cần chế độ ăn kiêng gì cả nhé. Như ở đây thì chị đã biết về cái cam kết cho Tuyết rồi, Tuyết có thể đọc qua về cam kết. Và trong lúc bạn Tuyết đọc cam kết để mình làm liệu trình dịch vụ thì các bạn đang theo dõi livestream có thắc mắc gì thì các bạn có thể là hỏi trực tiếp, và em sẽ xin phép là sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn trong livestream này. Thường thì các khách hàng chỉ quan tâm một điều duy nhất khi làm về dòng sản phẩm là nó có an toàn hay không. Và anh chia sẻ luôn đây là dòng sản phẩm Maxi Nano chiết xuất hoàn toàn từ các enzyme hoặc quả thực vật. Và mình sẽ được check mã code mã sản phẩm của dòng sản phẩm trước khi mà mình làm nhé. Và được viện thẩm mỹ đảm bảo về sức khỏe của khách hàng tính từ thời điểm mà các khách hàng làm dịch vụ cho đến trọn đời. Hoàn toàn là rất là khỏe mạnh và có thể là sau 30 ngày khi làm dịch vụ xong thì và anh khuyên là các khách hàng nên đi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe một lần. Thì mình sẽ thấy là các chỉ số về thừa mỡ trong nội tạng của mình thì sẽ đều cải thiện rất là tốt khi mình làm bằng sản phẩm này. Và được cam kết về sức khỏe của viện thẩm mỹ. Với liệu trình này thì anh cũng chia sẻ luôn đây là viện thẩm mỹ đã được Bộ Y tế cấp giấy phép cho dòng sản phẩm cũng như là cho viện thẩm mỹ về liệu trình dịch vụ giảm mỡ bằng tinh chất Maxin hoàn toàn rất an toàn và được phép sử dụng để điều trị. Khách hàng hỏi là nếu mà bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ với cả là tiểu đường ấy thì làm cái phương pháp này có ổn không? Thực ra thì cái vấn đề mà mình bị huyết áp ấy thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến trong cái quá trình mà mình làm dịch vụ nhé. Và mình sẽ thấy là sau 30 ngày như vậy, anh vừa chia sẻ rồi là sau 30 ngày làm dịch vụ thì các bạn nên đi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình một lần. Đặc biệt là nó sẽ giúp cho các chỉ số về huyết áp cơ thể của mình sẽ ổn định hơn và các tình trạng gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì sẽ giảm dần về cấp độ. Với những khách hàng mà tình trạng gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ nhiều thì mình sẽ thấy chỉ số sẽ thấp hơn. Còn lại là những trường hợp mà chớm về gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì mình sẽ thấy gần như là không còn các chỉ số mỡ thừa trong cơ thể nữa. Tại vì cái trường hợp của chị khách hàng này khá là đặc biệt ý, nên là em thấy like trong livestream rất nhiều các chị muốn được bác phân tích kỹ hơn về cái phần vùng tích mỡ của cái chị khách hàng này. Thực ra thì Tuyết thì mình đã kiểm tra về tình trạng mỡ của bạn, các bạn có thể nhìn thấy là độ dày mô mỡ của bạn ấy tính từ cái phần bụng này đến và hết cái thành phần eo hông này, các bạn có thể nhìn thấy là lượng mỡ thừa rất là nhiều và dày đây. Ngoài ra thì tính riêng với trọng lượng phần bụng này thôi đã làm cho Tuyết là đi lại rất là nặng nề rồi, đúng không? Khó khăn. Trong quá trình làm thì mình sẽ phải cấy toàn bộ cho hết phần bụng eo hông này. Sao em có thắc mắc gì về cam kết của viện thẩm mỹ Korea không? Em thấy rõ ràng. Bây giờ thì chị sẽ tiến hành book phòng để cho các bạn book bác sĩ làm dịch vụ cho em nhé. Trong quá trình làm thì mình cũng không tí nữa về, mình có thể là ra về sinh hoạt bình thường luôn nhé, không cần nghỉ dưỡng gì đâu nhé.
Em ở lại đây được bao nhiêu hôm? Em ở đến khi mà làm xong rồi. Thế thì mai mình có thể ra về sinh hoạt bình thường. Chị muốn là theo dõi em hết ngày hôm nay. Tại vì chị là đi từ Đà Nẵng ra đây, chị không biết là nó có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của chị hoặc là thì là mình còn phải di chuyển rất là nhiều ấy. Thực ra thì anh chia sẻ là có rất nhiều các khách hàng bay từ Sài Gòn hoặc là bay từ các tỉnh miền Trung, Huế, Đà Nẵng ra Viện Thẩm mỹ Korea để làm, và ngay sau khi làm xong thì mình đã có thể ra về sinh hoạt bình thường rồi. Tuy nhiên là bạn Tuyết thì các bạn cũng có thể thấy là như anh vừa phân tích là tình trạng sức khỏe và lượng mỡ thừa thì nhiều hơn so với các khách hàng khác rất là nhiều. Vì vậy trong quá trình làm thì anh sẽ muốn là cẩn thận nhất về liệu trình của bạn và sẽ kéo dài cái thời gian cho hết ngày hôm nay để mình sẽ tác động chia nhỏ các vùng ra. Trong quá trình làm mình còn kiểm tra thêm tình trạng sức khỏe của em để đảm bảo về sức khỏe của em là tuyệt đối nhất. Và cũng hy vọng là sau khi em làm dịch vụ này xong thì chị em ta sẽ có một cái clip hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn nhất, và các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của dòng sản phẩm Maxi Nano sẽ khiến cho bạn Tuyết thay đổi như thế nào nhé. chắc là hôm nay anh sẽ book phòng cho bạn Tuyết để làm dịch vụ ngay sau bây giờ, và các bạn sẽ cùng theo dõi trang fanpage Viện Thẩm mỹ Korea để thấy sự thay đổi của bạn Tuyết như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của Viện Thẩm mỹ và xin chào, hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo. Ưu đãi giảm béo đặc sắc nhất trong lịch sử tại Viện Thẩm mỹ Korea, giảm béo tăng liệu trình cấy còi đen đông trùng hạ thảo Nhật Bản lên tới 120 triệu đồng, tăng cường gấp 5 lần hệ miễn dịch, tạo rào cản vững chắc ngăn ngừa virus corona, hỗ trợ 100% chi phí đi lại bằng ô tô riêng cùng hàng ngàn ưu đãi đặc biệt khác, giảm béo tặng tiền mặt, giảm béo tặng liệu trình nâng cơ Ultherapy. Gọi 1900 0361 để nhận ưu đãi.